Xin chào, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình 9X, X1 trong cái dòng series Xtreme của dòng địa hình của 9X. Thì xe này thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atus giảm sóc hơi các bác nhé. Và vành bánh là 26 inch, máy bi vòng cuối lỗ. Toàn bộ khung thì các bác nhìn trên hình là khung nhôm, và nhôm được sử dụng trên chiếc xe là nhôm 6061 các bác nhé. Một loại nhôm rất là bền, chỉ có độ cao và chống bào mòn rất là tốt. Thì thương hiệu 9X, một cái thương hiệu mà cũng đã rất là quen thuộc tại thị trường Việt Nam rồi, một cái thương hiệu của Ý. Và xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atus với 9 phần lít và 3 tầng đĩa. Cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Trên khung họ có ghi luôn 9X Design in Italy các bác nhé. Thiết kế theo công nghệ của Ý. Design in Italy. Nhôm. Dây thì toàn bộ được chạy êm sườn các bác nhé. Thì trên cái dòng Xtreme này, series Xtreme này, đây là dòng model X1. Lớp sơn rất là hay các bác nhé. Đấy, nó là dập lỗi, các bác sờ tay nó sẽ hiện cái đường gợn lỗi. Những cái chi tiết họa tiết hoa văn này đều là được dập lỗi các bác nhé. Trên phần ghi đông thì chiếc xe được sử dụng cũng là tay bấm xả Shimano Atus và bộ phanh dầu. Phanh dầu của Shimano các bác nhé. Giảm sóc của xe là giảm sóc hơi. Đấy. Một cái thứ rất là quan trọng trên xe đạp địa hình này chính là cái giảm sóc. Thì giảm sóc của chiếc xe là giảm sóc hơi các bác nhé, giảm sóc bơm hơi. Và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái luôn đây, rất là tiện lợi cho các bác. Vành bánh 26 inch. Bản lốp là 2.10 các bác nhé, một cái bản lốp rất là to, nó tạo cái form dáng xe lên rất là đẹp. Lốp là sử dụng lốp của Maxxis. Bây giờ trước là sử dụng bi vòng các bác nhé, bi vòng. Đằng sau là có cối lỗ các bác nhé. Đằng sau sử dụng cối lỗ bi vòng. Đùi đạp của xe là đùi Shimano. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m60-61 đến 70-71, đi là phù hợp. Chuyển động Shimano Atus với 9 lít và 3 tầng đĩa đạp. Nó sẽ có 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động các bác nhìn trên hình rất là mượt mà. Thì em vừa đánh giá nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp 9X, Xtreme X1, một dòng xe được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atus giảm sóc hơi các bác nhé, và đang được bán tại cửa hàng em mức giá cho là 7.900.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.